Trời thật là may mắn và vui tươi. Mẹ ơi, có người hỏi sao lỗ mũi mẹ sửa nhiều quá vậy? Con nói với người ta rằng mẹ không có sửa. Đúng rồi con. Mẹ chỉ chặt cái đầu khác, cắn cái đầu vô thôi. Bà nội, cái miệng mình quá trời quá đất. Mọi người chia sẻ giùm cho kênh YouTube của Cát Thi. Mọi người ơi, mọi người rảnh ngồi không làm gì, mọi người chia sẻ giùm cho Cát Thi nha. Chia sẻ một tí xíu giùm cho Cát Thi. Gắn link kênh Như Ý đi chị. Đâu biết gắn đâu. Hello mọi người. Xin chào mọi người đã đến kênh YouTube Diva Cát Thi Official. Official. Mọi người chia sẻ bên kênh YouTube giùm cho Cát Thi. Thật là nhiều người coi và nhiều người like. Để Cát Thi kiếm cái 1 triệu đô mỗi ngày. Đi ra đi coi coi, con đừng đụng mẹ nè. Đó. Kính chào mọi người. Hôm nay Cát Thi rất là vui mừng khi kênh YouTube mình được bật kiếm tiền nghe mọi người nha. Nhưng chỉ là được bật thôi. Còn nếu mà kiếm tiền chắc khoảng 2 năm sau nữa. Hello, chia sẻ đó con gái của mẹ. Và mong mọi người chia sẻ bên kênh YouTube Diva Cát Thi Official. Và mọi người luôn luôn ủng hộ giùm cho kênh Hoàng Kim, Cát Thi Hoàng Kim. Và song song vào đó mọi người liên hệ qua bên số Zalo giùm cho Cát Thi 0903116341 nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người ủng hộ giùm cho Cát Thi. Và các mọi người đừng quên like và subscribe giùm cho Cát Thi và đăng ký giùm cho Cát Thi nha mọi người nha. Và ngày hôm nay xin thông báo với mọi người một tin vui. Bánh tráng trộn rất là ế nha. Bà nội cha ơi, bán hồi sáng giờ miệt mài xương khối. Nó như âm trì địa ngục, rất là đau khổ. Chắc cái kiểu này tôi đi bốc giác phù hồ quá. Thiệt. Rồi, hello mọi người, chào tất cả mọi người đang xem bên kênh YouTube giùm cho Cát Thi. Thì xin thông báo mọi người rất là vui mừng. Thì ngày hôm nay Cát Thi đã được bật kiếm tiền rồi. Thì Cát Thi nói thật sự mọi người biết không, mình chủ yếu mình kiếm tiền á, mình sẽ kiếm một cái hiện giờ nhà mình là nhà mướn, thì mình muốn kiếm một cái căn nhà nào như cái biệt thự 200m2, 500m2 gì đó. Mình ở thôi mọi người. Cát Thi không có mơ ước gì cao sang. Cái mơ ước kế tiếp của Cát Thi ước gì là mình đi được đi Mỹ và định cư. Để làm gì mọi người biết không? Để mua được xe hơi đem về Việt Nam, để mua được nhà cửa giống như rộng lớn vậy đó. Cái mơ ước của Cát Thi rất là nhỏ nhoi. Và Cát Thi ước gì trong tài khoản của mình được 100 tỷ trong đó. Thì mong mọi người chia sẻ để cho em có động lực mà em làm YouTube nha mọi người nha. Mong mọi người chia sẻ và luôn luôn ủng hộ giùm cho Cát Thi. Coi như là kích lệ tinh thần giùm cho kênh YouTube của Cát Thi đi vào Cát Thi Official. Mẹ, chị này hỏi nè mẹ. Không được em. Ừ, cảm ơn em. À, mọi người chia sẻ like và subscribe giùm cho Cát Thi. Gì? Kì kì kì, quảng cáo YouTube con đó kìa. Trời ơi, YouTube con là YouTube gì? Con gái Cát Thi. Cưới con gái Cát Thi. Cái tên kênh YouTube là dài quá vậy. Kênh YouTube của Như Ý là lấy điện thoại đi con, lấy điện thoại đi. Hello mọi người. Mong mọi người chia sẻ bên kênh YouTube giùm cho Cát Thi đó. Mơ ước thứ hai của Cát Thi ước gì được đẻ. Mơ ước hoài không có được. Bị quặm không không có được đẻ. Bởi vậy gầu ghê. Găng thiệt hả chú Hùng? Có ai mua bánh tráng không? Mọi người ngồi vô ngồi xếp hàng đi mọi người. Đó, mong mọi người chia sẻ bên kênh YouTube giùm cho Cát Thi. Chia sẻ giùm cho tình thương bánh thương. Nghe mọi người nha. Đó. Mọi người ơi, ngày hôm nay rất là vui mừng khi kênh của mình được bật nút kiếm tiền. Nhưng mà sau 10 đô thì mình mới gửi số tài khoản của mình cho nó. Rồi một lần mà có tiền là một tháng chuyển lần hả? Mình rồi sau một tháng đó mình có làm thủ tục gì thêm không? Nói chung là cái bước đó phức tạp vậy mọi người chỉ chứ. Phức tạp lắm phải không? Mọi người ơi, Cát Thi đã bước qua một cái cửa ải đầu tiên rồi. Còn cửa ải thứ hai nữa thôi mọi người. Đó, mọi người chia sẻ bên kênh YouTube giùm cho Cát Thi nha. Diva Cát Thi Official. Và mọi người đừng quên like và subscribe giùm cho Cát Thi nha. Đó, Cát Thi đang cố gắng, hào hứng, ủng hộ giùm cho Cát Thi. Và mọi người đừng quên là qua bên theo dõi giùm trang Facebook giùm các Cát Thi. Cho đi em. Đó.
Dạ mọi người ủng hộ giùm cho em nha mọi người nha. Chia sẻ chôn chôn con gà mái á. Mà con gà mái đó đó hả, mình mà bắt gì á nó đẻ sai vô cùng. Mấy phần em lên luôn, lên luôn. Rồi ok, kiếp này là đâu mở ánh sáng đâu trời, đâu con chị biết mở đâu, kéo lên gì hả con. Ừ ứng đi, cứ ứng đi rồi kéo lên. Ờ à, hello mọi người à, môi chú Hùng có sữa không? Chú Hùng nào sữa môi cha cha ta... chú Hùng nào mà sữa môi hả trời. Rồi, đâu kênh YouTube của con đâu? Nó qua, nó quảng cáo YouTube của nó luôn nè. Như ý, con gái Cát Thi. Chị coi được bao nhiêu đăng ký rồi chị? Đâu để bấm vô. Ôi, nhiều, nhiều khi cũng được nhiều người đăng ký. Một người đăng ký. Ý gì chị coi đi. Con ơi, làm mẹ thất vọng đi nè mẹ mượn coi. Nè mọi người, ủa vậy là đâu được live stream nữa hả Như ý? Chưa được live stream phải không? Mọi người theo dõi à... bà nội bà banh cái gì ra vậy bà nội? Con đang ngồi lột trứng hộp gà. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ giùm cho Cát Thi. Có ai mua bánh không mọi người? Thịt của Ý. Hả? Thôi thịt video đó kìa, Ý đang quay clip án. Như Ý con gái Cát Thi. Dạ, thật sự Cát Thi thì được bật nút kiếm tiền và Cát Thi được 14.000 người subscribe đúng không? 14.000 người subscribe. Thì đặc biệt con gái của tôi mà mọi người biết rồi đó, con gái của tôi tất nhiên là cái lượt subscribe nó phải ngang ngửa của tôi. Một người đăng ký. Hello anh Chí Hùng. Con gái Cát Thi. Hello. Hello mọi người chia sẻ giùm cho kênh YouTube của Cát Thi. Con đi ra con, đó, đi ra con. Bây giờ chú phải cẩn thận bên YouTube. Con nít lú vô là bị phạt hà. Đúng không? Con nít lú vô là bị gì? Quy tắc đồng. Nhưng mà tôi chưa nhận tiền mà đúng không? Rồi vậy thôi, mới mốt mình quay phim xét được không? Thử đi, em không biết nữa, thử đi. Mẹ Thi ơi, con quay video. Má ơi, không ai coi đâu má ơi, có người đăng ký à má ơi. Dỡ như con quay mẹ cái có người đăng ký sao? Bắt qua lên được người, hai người. Hello mọi người, mong mọi người chia sẻ giùm cho Cát Thi nha. Mũi độn dữ vậy. Cát Thi chấp nhận Zalo con đi. Rồi khi nào tối rồi Cát Thi rảnh Cát Thi chấp nhận cho. Có ai mua bánh tráng không? Mua bánh tráng không gái? Mua rồi, ok, cảm ơn. Đây mà chưa, con chưa bấm quay mà. Hello mọi người nhớ theo dõi kênh YouTube của Như Ý là con gái Cát Thi nha mọi người nha. Như Ý con gái Cát Thi. Mọi người theo dõi giùm cho Facebook của Cát Thi là Diva Cát Thi Official. Chạy từ từ gì à? Đi hoành lại chi vậy má? Hello, hello mọi người. Má, mong mọi người chia sẻ bên kênh YouTube giùm cho Cát Thi. Trời, thật là may mắn và vui tươi. Mẹ ơi, có người hỏi sao lỗ mũi mẹ sữa nhiều quá vậy? Con nói với người ta rằng mẹ không có sữa. Đúng rồi con. Mẹ chỉ chặt cái đầu vô thôi. Bà nội, cái miệng mày quá trời quá đất. Mọi người chia sẻ giùm cho kênh YouTube của Cát Thi. Mọi người ơi, mọi người rảnh ngồi không làm gì. Mọi người chia sẻ giùm cho Cát Thi nha. Chia sẻ một tí xíu giùm cho Cát Thi. Gắn link kênh Như Ý đi chị. Đâu biết gắn đâu. Mà với lại kênh của Cát Thi là không có nhận quảng cáo. Nha, kênh của Cát Thi không có nhận quảng cáo mọi người. Nha. Cô ơi cho con xin số Zalo không. Số Zalo phải không con? 072727 chở cô vô chợ gãy nha con. Lầu số 3 phòng số 8 giường số 15. Hello mọi người đang coi qua hai mẹ. Hai mọi người chia sẻ giùm. Chị Thi ơi, chị biết đi không? Chị. Hello mọi người. Chào tất cả mọi người đang xem kênh YouTube của Cát Thi đi và Cát Thi Official. Và mọi người luôn luôn ủng hộ giùm cho Cát Thi. Có ai muốn hỏi gì không nè? Chú Hùng ơi, dạo này chặt chuối chưa? Chưa, trời ơi là trời, làm ơn đi trời. Chặt cái gì mà giờ này? Đó,
để là để chuối rồi trồng chuối sức mía ăn. Hello mọi người. Mong gì con? Mẹ trồng chuối sao mà sức mía ăn được? À mẹ nói lộn đó con, cái miệng mẹ nó lèo lưỡi là đùm đùm biết cho con ơi. Mẹ phải hái chuối ăn chứ. Dạ má con biết rồi, má xin lỗi má. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Mẹ có quá trời người nhắn tin con. Có nhiều người biết chứ điện thoại. Mẹ câu đi. Quá trời người nhắn tin con. Ai nhắn tin con vậy để mẹ coi coi. Như ý ơi, mẹ con còn cù lẳng không? Mày trả lời có bà nội cha mày. Cái miệng mà quá trời quá đất, mày nhắn tin không tha tao. Người ta hỏi mà không phải nói con đó chứ. Để coi coi mẹ coi coi. Như ý cho cô hỏi, mẹ con có bị hãm bao giờ chưa? Cái tới cái giọng cái mày trả lời nè, mày nói mày không nhắn nè nè. Mày nói rõ ràng nè. Mẹ con đâu có ai hãm được đâu. Bà chỉ hãm người ta thôi. Thấy nói xạo nè, thấy vô. Con, cái đó là cái miếng. Con dở quá. Trời ơi, nó làm gãy miếng tôi rồi. Cái này là xạo, cái kia mới thiệt nè. Đấm vô. Cái hồi nãy đầu tiên là thiệt đúng không? Đúng. Em bắn cái gì vậy trời, số nổ của ai vậy? Ai biết đâu. Cái gì vậy? Nó xạo sự đó, ai nhắn tin nó đâu. Toàn là 1056 không à. Coi số 39 nè. Cài đặt 3G nè. Có ai nhắn má đâu má. Coi nè, có ai nhắn nó đâu. Thấy không? Có